Sau 21 ngày cách ly để phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã tiến hành dỡ bỏ phong tỏa tại khu 2 và khu 10, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì và khu 7, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Sau khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 có địa chỉ tại các địa phương trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Việt Trì và huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định phong tỏa tạm thời 3 khu dân cư và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sau khi chốt kiểm soát được gỡ bỏ, rất đông người dân và những người làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch đều có chung sự xúc động vui mừng. Người dân cam kết thực hiện việc theo dõi sức khỏe hàng ngày, khai báo y tế nếu có dấu hiệu bất thường.